con trai của ba. Đây là sổ tiết kiệm mà ba đã tích góp nhiều năm để sau này dành cho con. Tới khi ba giành được hùng tâm, tất cả số tiền này sẽ là của con. Con hãy cho ba thời gian, sẽ không lâu nữa đâu. Bà oán trách tôi à? Bà oán trách tôi hả? Nếu là người oán trách thì phải là tôi. Tại sao? Hả? Thằng Thế nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Tôi đã từng hứa với nó, tôi sẽ cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Con phải biết một điều, tất cả những chuyện ba làm đó là vì tương lai của con. Thôi cái này mới lạ thằng em. Tương lai của con mắc mớ tới chị em tụi nó. Từ từ con sẽ hiểu. Nó không thể nào sống thấp kém, sống thua thiệt hơn hai đứa con gái của ba được. Tôi là chồng của bà mà, tôi sống với bà gần 5 năm trời thì sao hả? Thì sao? Hùng tâm. Tôi là ai trong mắt của bà? Tại sao lúc nào bà cũng nhắc tới người chồng quá khứ của bà? Tôi là ai? Bà phải nhìn tôi. Lúc bà Lâm bệnh nặng, bà đã âm thầm lén lút thuê mướn luật sư làm di chúc như cái quyền quản lý xưởng Hùng Tâm này lại cho con đứa gái lớn của bà. Đó là tài sản mẹ tôi để lại cho tôi. Bây giờ nó có ra sao đi chăng nữa, một mình tôi sẽ chống đỡ, một mình tôi sẽ làm. Tôi không cần người ngoài giống như anh đúng tay vô, anh biết không? Lúc còn sống, bà muốn cha con tôi phải nghe lời bà. Cho tới bà chết đi, bà vẫn muốn cha con tôi phải nhẫn nhịn trước con gái lớn của bà sao? Không! Hết rồi, thời thế nó đã khác rồi. Lúc nào trong mắt của bà cũng muốn cha con tôi phải là đầy tớ cho gia đình bà. Những năm tôi cống hiến cho bà, tôi đã cố gắng tôi làm việc cho bà, ta vô ích hả? Bà muốn tôi mãi mãi là thằng đầy tớ sao? Không. Bà chống mắt bà coi cái xưởng mọc Hùng Tâm của bà sau này sẽ là của ai? Tôi là của tôi.